bạn, trong video này tôi sẽ trao đổi với các bạn về trải nghiệm của cá nhân tôi sau một tuần sử dụng chiếc BenQ SW2700PT. Chiếc BenQ này đã được rất là nhiều giải thưởng ABC này nọ. Tuy nhiên thì tất cả những cái thông tin về nó, tất cả những cái trải nghiệm, các cái spec của nó thì các bạn có thể coi ở chỗ khác. Nhưng mà đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi và những cái điểm mà tôi thích hay là chưa thích về cái màn hình này. Hy vọng những cái thông tin này sẽ có thể giúp đỡ được các bạn trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn một chiếc màn hình cho mình. Thứ nhất thì có thể nói rằng là bắt đầu sau nhiều năm sử dụng chiếc HP 24 inch này rồi, tôi đã rất là quen thuộc với nó. Và chiếc BenQ 27 inch có một cái kích thước lớn hơn và khi cắm vào thì cảm thấy rất là sáng hơn, rất là thích hơn. Tuy nhiên tôi sẽ cho các bạn thấy là cái cảm giác của tôi một chút xíu. Thứ nhất là về ngoại hình của chiếc BenQ này thì nó cho tôi một cái độ linh động khá lớn so với chiếc này, mặc dù chiếc này cũng tương đối tốt rồi. Thế nhưng mà chiếc BenQ có thể xoay trái, xoay phải, đẩy lên, đẩy xuống, có thể nghiêng các cái góc khác nhau và thậm chí là có thể xoay dọc ra. Đương nhiên là cái bàn này của tôi nó làm cho tôi hạn chế vấn đề xoay dọc, mà thực tế thì nhu cầu của tôi cũng không phải là xoay dọc, chủ yếu là dùng màn hình ngang thôi. Cái điểm thứ hai nữa đó là các cái cổng lắp ở bên trái này tương đối là thuận tiện. Ngoài những cái số cổng ở đằng sau ra thì nó có cái cổng USB và có một cái khe thấm thẻ nhớ, và như vậy thì nó thuận tiện hơn rất nhiều cho cái việc là mình phải chui vào những cái ngóc ngách khác để có thể cắm được cái thẻ nhớ vào trong máy tính. Ở chiếc BenQ 27 inch này được bán kèm với một cái hệ thống chắn sáng. Đây là một cái hệ thống thực sự là tuyệt vời để tránh những cái ánh sáng ô nhiễm khi mà chúng ta chỉnh sửa hình. Tôi thấy rất là thích. Tuy nhiên một cái điểm nhược điểm mà tôi không biết là tại sao, tức là tại cái tấm ở chính giữa này nó lại không được bọc nỉ và nó khá là bóng, nó giả cái ánh sáng từ trên màn hình ra. Và tôi nghĩ là cái lỗi này rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó hơi mắc cười, và tôi nghĩ là chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì BenQ nên sửa cái lỗi này. Tuy nhiên thì đó chỉ là một chút xíu về mặt thẩm mỹ mà thôi. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái chi tiết về việc trải nghiệm các cái ứng dụng mà tôi thường xuyên sử dụng. Thứ nhất, đây chắc chắn là cái màn hình mà các bạn cũng để ý rằng nó sản xuất ra để chỉnh sửa hình ảnh. Không gian màu Adobe RGB 99%, đây là một độ hiển thị khá là ấn tượng, mà thực tế trải nghiệm của tôi chưa bao giờ có cái trải nghiệm mà sở hữu những chiếc này. Như vậy, chiếc HP 24 inch này chỉ có độ hiển thị của Adobe RGB cỡ khoảng 60-70% thôi, và sRGB cỡ khoảng 97%, và vì vậy thì đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn. Và khi tôi chuyển qua chế độ Adobe RGB thì màu sắc khá là rực rỡ về cái không gian màu. Khi mà mình chuyển qua cái sRGB thì cái độ bão hòa nó thấp hơn, và đây là cái độ bão hòa màu ở cái không gian màu Adobe RGB. Thế thì về cái Adobe RGB và sRGB thì có gì khác nhau? Nói một cách đơn giản thôi, hầu hết các cái hiển thị cũng như là các cái phòng lab mà in ảnh ở ngoài thì họ dùng cái không gian màu là sRGB, và hiển thị trên Facebook hay là hiển thị trên các cái trình duyệt thì là sRGB thôi. Tuy nhiên ở những cái máy in fine art, máy in ảnh nghệ thuật chất lượng cao thì họ sử dụng các cái không gian màu là Adobe RGB, và tôi vừa mới in một số cái hình ảnh ở đây. Và các bạn có thể thấy rằng là với một cái chất lượng rất là cao, và cái máy in đó nó đòi hỏi một cái khả năng hiển thị tương đối tốt ở trên màn hình của chúng ta, để đến khi mang đi in thì cái việc mình nhìn trên màn hình đó và cái màu thực khi mà in ra nó cũng phải giống nhau. Và vì vậy khi mà sở hữu một cái màn hình có khả năng hiển thị gần giống như hình đã in ra, sắp in ra, là một lợi thế rất là lớn. Tóm lại, khi chỉnh sửa hình ảnh bằng những màn hình có không gian màu lớn như là Adobe RGB thì các bạn sẽ có hai sự sung sướng. Sự sung sướng thứ nhất là nhìn trên cái hình mình đang làm thoải mái hơn, độ bão hòa hơn. Sự sung sướng thứ hai là nó khá giống với cái hình sắp in ra, và đây là một cái lợi thế rất là lớn. Tuy nhiên, với các bạn in rất là ít, in ở những cái lab bình thường hoặc là chỉ sử dụng trên Internet thì cái việc có hiển thị ra Adobe RGB hay không cũng thực sự không quá quan trọng với các bạn.
Cái ứng dụng thứ hai mà tôi thường sử dụng đó là coi video. Khi coi ở chế độ Adobe RGB, màu sắc có độ bão hòa, nhìn rất là phê, rất là sướng hơn. Đôi khi nó hơi bão hòa quá, trong những cái trường hợp mà nó hơi bão hòa quá thì ta chuyển qua sRGB cũng không phải là cái vấn đề lớn. Nhưng mà có một cái điểm khác biệt mà tôi nhận ra ngay, đó là gì? Đó là cái độ tương phản và cái khả năng hiển thị chi tiết nó lớn hơn hẳn những cái màn hình thông thường. Nó có một cái độ chi tiết, có một cái hiển nhất là hiển thị những cái chi tiết ở những cái khu vực shadow rất là tốt. Và đây là một cái điểm mà gần như là một cái điểm cộng cực kỳ lớn mà nếu như bạn nào hay coi video thì rất là nên xứng đáng mua. Cái điểm thứ ba đó là khi mà chúng ta duyệt web thì đương nhiên với cái độ hiển thị ảnh cũng như hiển thị cái độ tương phản thì đây là một cái việc hiển thị rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng lưu ý với các bạn rằng là ở cái diện tích 27 inch là một diện tích khá lớn. Nếu như chúng ta không quen đi từ cái màn hình 14, 15 inch thì cái độ sáng do cái màn hình lớn nó mang lại nó khá là gắt, khá là mỏi mắt, và nhiều khả năng là chúng ta sẽ phải chỉnh cái độ sáng và độ tương phản giảm đi để có thể phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Và đó chính là lý do tại sao mà chiếc BenQ này được bán kèm với một thiết bị gọi là thiết bị on-screen display mà được rời ra như thế này. Ở cái thiết bị này rất là tiện cho việc là chuyển đổi nhanh cái độ tương phản, độ sáng, các cái không gian màu khác nhau. Các bạn có thể thấy ngầm định có những nút chuyển qua đen trắng luôn, có nút chuyển qua Adobe RGB và chuyển qua sRGB và chỉnh các thông số rất là nhanh, rất là tiện lợi. Vậy thì tóm lại, nói đi nói lại, nói nhiều rồi, thì có nên mua, có nên sở hữu chiếc BenQ này hay không? Nếu như chúng ta là người chỉnh sửa hình ảnh và in nhiều, rất nên. Nếu chúng ta muốn có một cái độ chi tiết, có một độ bão hòa tốt ở trong các cái ứng dụng coi video, rất nên. Nếu chúng ta chỉ chỉnh sửa hình với một thời lượng rất là ít, chủ yếu là duyệt web, nhu cầu in và nhu cầu thưởng thức cái chất lượng hình cao nó cũng vừa phải thôi, thì có thể cân nhắc. Tuy nhiên, cộng trừ tất cả những cái yếu tố đó lại, nếu như mà chúng ta cảm thấy là đã đến thời gian nâng cấp màn hình thì hãy cân nhắc những cái chiếc màn hình có một cái độ hiển thị không gian màu thật là tốt để có thể đạt được nhiều mục đích và đem lại được cái trải nghiệm người dùng phong phú. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.